Chào mừng quý vị đến với kênh Tâm Linh 365. Quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất từ chúng tôi nhé. Quý anh chị và các bạn thân mến, sau đây là thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn. Đếm ngửa tới đêm 30 Tết Quý Mão, 3 con giáp trúng đậm lộc khủng, tiền vàng đầy kho, vận may mỉm cười, làm ăn phát tài, gia đình sung túc. Con giáp may mắn đầu tiên được nhắc tới chính là con giáp Tuổi Tý. Theo tử vi 12 con giáp, những người sinh năm Tý thường rất chăm chỉ, nhẫn nại và kiên trì trong công việc. Không những thế, con giáp này còn dám nghĩ, dám làm, dám theo đuổi ước mơ và đam mê. Họ không ngại khó, ngại khổ, cố gắng hết sức để hoàn thành mục tiêu. Thời gian gần đây, công việc của người tuổi này gặp khá nhiều khó khăn, long đong, lận đận. Chuyện này khiến họ căng thẳng, buồn bã và suy nghĩ nhiều. Đếm ngược tới đêm 30 Tết Quý Mão, vận trình của con giáp Tuổi Tý mới khởi sắc, tài lộc hanh thông, được sự giúp đỡ, gợi ý của quý nhân. Họ tìm ra hướng giải quyết cho công việc. Những người làm công ăn lương dễ đạt được thành tích xuất sắc, bước lên nấc thang mới trong sự nghiệp. Trong khi đó, những người làm kinh doanh sẽ tìm được nguồn hàng tốt với giá cả phải chăng. Những người khoản đầu tư của họ trước đó cũng sinh lời. Con giáp này thăng tiến trong sự nghiệp, kiếm về một khoản tiền rủng rỉnh trong túi đó. Người Tuổi Tý là con chuột. Theo người phương Đông, người Tuổi Tý rất bầu trực, thành thật, nhưng cử chỉ lời nói của họ đều khiến chúng ta có cảm giác có gì đó rất chặt chẽ. Họ nỗ lực làm việc, sống tiết kiệm. Họ không bao giờ cho ai cái gì, trừ khi người đó họ thực sự quý mến. Giả như bạn có thể lấy được của người Tuổi Tý một vài vật quý giá, thì sự đánh giá của họ với bạn ít nhất cũng phải tương đương với giá trị của vật phẩm ấy. Người tuổi xưa cho rằng, người cầm tinh con chuột về tính cách thường đa sầu, đa cảm, mềm mỏng, dịu dàng, song đa phần là người tốt, tính tình lại hơi ương ngạnh và có người tính nóng như lửa. Về mặt trí tuệ là người thông minh, lanh lợi, tháo phát, làm việc có năng lực, vượt mọi trở ngại trong hoàn cảnh khó khăn. Đặc điểm chung của người tuổi Tý, tỉ mỉ siêng năng, chăm chỉ cố gắng trong công việc, giàu tình cảm, dễ mến, có tính hướng ngoại, tính thích nghi với mọi hoàn cảnh, giỏi trong việc quan hệ kết giao bạn bè và rất hòa nhã, sống có trật tự, ngăn nắp, gọn gàng, thích thu lượm, tích lũy thông tin, có khát vọng cầu tri thức, thích du sơn ngoạn thủy. Với người phương Đông, chuột là biểu tượng của sự thông minh và giàu có. Người Trung Quốc quan niệm rằng chuột tượng trưng cho ý chí và lòng dũng cảm. Con vật này có thể tích lũy cho mình một lượng lương thực lớn và sự nhanh nhẹn, mưu trí. Những người tuổi Tý thường là người tiên phong, dẫn đầu trong công việc. Họ có tài lãnh đạo và luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo sáng tạo khi làm việc tập thể. Họ sẵn sàng đối mặt với những khó khăn để đem lại thành công, sự giàu sang cho mình. Những công việc nhàm chán, đơn giản thường không đem lại hứng thú cho tuổi Tý. Họ luôn muốn thử sức mình trong những lĩnh vực khó, thách thức bản thân. Họ dành cả thời gian theo đuổi tiền bạc và địa vị. Nếu như không có hai thứ đó trong cuộc sống của người tuổi Tý, tưởng chừng như không còn ý nghĩa. Những người này sẽ đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình. Khi ở một vị trí cao, tổ chức lãnh đạo người khác mới là công việc, đem lại cho họ sự hứng thú. Chỉ cần có đam mê thì con giáp này sẽ cố gắng phát triển, thể hiện tài năng của bản thân và quyết tâm đem về cho mình sự thành công. Càng khó khăn gian nan, người này càng kiên trì tỏa sáng. Họ không những đem mọi người yêu quý mà còn khiến ai ai cũng được kính trọng, để phục tài năng của chính bản thân mình. Nữ nhân tuổi Tý sẽ có tính chi ly, tiết kiệm, đôi lúc hà tiện, nhưng nếu đó thật sự cần thiết thì họ không hề tiết tiền để mua. Bản tính của nữ nhân cầm tinh con giáp này là luôn giữ sự kín đáo, bí mật của mình. Đối với mọi vấn đề, họ luôn nắm bắt và hiểu biết khá sâu sắc, tinh tế. Vì người tuổi Tý rất chăm chỉ và tiết kiệm, nên họ không ưa những kẻ lười biếng và hoang phí. Họ còn là người luôn kiềm chế, không biểu lộ tình cảm ra ngoài, cho nên khi nào bạn thấy họ nổi nóng hay vô lễ thì hẳn là họ đang rất buồn bực. Người tuổi Tý dễ bị người tuổi Sửu hấp dẫn. Họ thấy người tuổi Sửu là chỗ dựa đáng tin cậy của mình. Họ thấy người tuổi Thìn hòa nhã. Họ phát hiện ra người tuổi Tỵ còn đa nghi hơn chính họ và thấy người tuổi Tỵ có thể là người hợp tác tốt. Người tuổi Tý luôn có xung đột với người tuổi Ngọ bởi vì người tuổi Ngọ luôn cô độc. Người tuổi Tý không hợp với người tuổi Dậu vì người tuổi Dậu thiếu thực tế. Người tuổi Tý có trí nhớ rất tuyệt vời. Họ ghi nhớ từng tất cả mọi thứ từ chi tiết nhỏ đến chi tiết rất lâu. Họ thích đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đó. Đây cũng là một thú vui trong cuộc sống của họ. Do đó, người tuổi Tý có tiềm năng để trở thành nhà văn, nhà báo giỏi. Người tuổi Tý làm bất cứ nghề gì, việc gì, họ cũng đều gặt hái được thành công nhất định. Họ thích đương đầu khắc phục mọi khó khăn sáng tạo. Họ là người có trực giác nhạy bén, có tầm nhìn xa trông rộng, có năng khiếu kinh doanh buôn bán. Với người tuổi Tý, khó khăn khiến họ càng thành đạt hơn nữa.
Trong mọi tình huống nguy hiểm, người tùy tí luôn có những cách giải quyết tối ưu. Họ là người thận trọng thường đưa ra những phương án cách giải quyết ít mạo hiểm. Tuy nhiên, họ lại là người có năng lực dự đoán nguy hiểm và họ biết dừng đúng lúc trước tình trạng tồi tệ xảy ra. Người tuổi Tý luôn biết kính trên nhường dưới, họ luôn quan tâm chăm sóc trẻ nhỏ và luôn tin tưởng những người xung quanh mình. Cảm ơn quý anh chị tuổi Tý đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Tý có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là con giáp tuổi Dậu. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu tính tình hiền lành, thâm trầm, nói ít làm nhiều. Nếu không thân thiết, họ rất ít thể hiện tâm sự, tình cảm của bản thân. Tuy nhiên, sau thời gian dài tiếp xúc, họ bộc lộ bản thân là người hiền lành, tốt bụng, sẵn sàng giúp đỡ lúc người khác gặp khó khăn. Gần đây, tài vận của người tuổi Dậu không được tốt, vận trình sa sút, mưu sự không thành. Đếm ngược tới đêm 30 Tết Quý Mão, tài vận của con giáp này tốt hơn thấy rõ. Bằng sự nỗ lực của bản thân, họ vượt qua khó khăn trước mắt. Sau nhiều gian nan, vận may đã mỉm cười với con giáp tuổi Dậu. Nếu làm kinh doanh, họ buôn may bán đắt, doanh số tăng dần. Nếu làm trồng trọt chăn nuôi, họ bán được nông sản với giá cao. Con giáp này làm việc không ngừng nghỉ nên thu về thành quả xứng đáng với công sức bản thân mình bỏ ra. Người tuổi Dậu thường có ngoại hình đẹp, dáng vẻ oai phong và không bao giờ luồm thuộm, khá hấp dẫn nhất là nam giới. Họ rất quan tâm tới hình thức, con giáp này có thể đứng trước gương hàng giờ và không ngại ngần tung tiền mua sắm áo quần, cũng giống như những chú gà trống thích khoe bộ lông tuyệt đẹp. Tuổi Dậu thích thể hiện mình và khá tự hào về bản thân. Họ thích được tâng bốc và chú ý, nhanh trí mà lại thực tiễn và phong phú. Tuổi này nhất quyết chỉ làm những gì họ có làm qua hoặc cho là phải, tính thẳng thừng nên trung thành tuyệt đối. Những người tuổi Dậu thường là những người cứng rắn kiên trì, ý chí mạnh mẽ. Họ cũng là những người khá nóng nảy và không đủ kiên trì, do họ quá thật thà thẳng thắn. Đôi khi họ không để ý đến cảm giác của người khác, dễ làm tổn thương người khác. Tuổi gà thích đi xa nhà, đặc biệt đi với bạn bè yêu kính mình. Ở nhà ăn cơm một mình không xong, thà đi chơi thâu đêm với một bầy bạn hỗn độn sướng hơn. Trình diện thì có lẽ nổi tiếng nhất xóm, nổi bật thì có nổi bật, nhưng khi ở một mình thì tuổi gà lại thích rút vẻ cuộc sống đơn giản và thủ cựu. Người tuổi gà cần biết giá trị của tình cảm và linh hồn cũng không kém gì diện mạo, tất cả mới làm cho cuộc sống vuông tròn. Đặc điểm nổi bật trong tính cách người tuổi Dậu là sự trung thành. Họ luôn là người bạn tận tụy đáng tin cậy, biết giữ lời hứa và làm đúng những gì đã nói. Họ cũng là địa chỉ đáng tin cậy để bạn bè tìm kiếm lời khuyên hay sự giúp đỡ đánh lừa của họ, cũng chẳng phải chuyện dễ. Bản tính thận trọng và hoài nghi cộng thêm sự nhạy bén khiến con giáp này khá tỉnh táo. Siêng năng có trách nhiệm là điểm cộng trong tính cách của người cầm tinh con ca. Bên cạnh gia đình, sự nghiệp là ưu tiên thứ hai của họ. Với những người tuổi Dậu, gia đình là chốn bình yên, nghỉ ngơi thì chốn công sở phải là nơi để họ tỏa sáng nổi bật. Tuổi Dậu rất thích được chú ý, bởi vậy trưng diện cũng là sở thích của họ. Người cầm tinh con gà đặc biệt chú trọng chăm sóc tình cảm, ngoại hình, diện mạo, ướt trải chuốt, họ muốn mình phải thật chỉnh chu khi xuất hiện trước mọi người. Người tuổi Dậu thường khá rõ ràng trong cảm xúc, hoặc là thích hoặc là không, với họ không tồn tại thứ tình cảm lửng lơ. Tuy rất thẳng thắn khi trình bày các quan điểm và ý tưởng của mình, họ vô cùng kín tiếng về những rung động con tim, không phải là người để ruột để ngoài xa. Tuổi Dậu sẽ không bao giờ kể lể về nụ hôn của mình. Họ thẳng thắn, tài quan sát sắc bén cũng là tính cách nổi trội của người tuổi Dậu. Trong công việc, họ có xu hướng làm việc tích cực, chăm chỉ hơn những con giáp khác. Họ có khả năng tập trung cao độ vào mục tiêu mình đã đề ra và có quyết tâm lớn để hoàn thành nó. Quản lý tài chính là sức mạnh của tuổi Dậu, cả trong cuộc sống riêng và trong công việc. Khi dính đến tiền nong, họ luôn tỏ ra thận trọng. Con giáp này có thể quản lý rất tốt tiền của người khác hoặc trở thành những cố vấn tài chính, giám đốc ngân hàng và kế toán giỏi. Cũng giống như những chú gà cần mẫn miệt mài đào bới sun ở những vùng đất khô cằn, người tuổi Dậu có đặc biệt tìm thấy tiền ở những nơi khó khăn nhất. Đó là phần thưởng cho thấy những ngày tháng lao động không ngừng nghỉ của họ. Trong công việc, tuổi Dậu thường tích cực hơn cả. Họ coi sự nghiệp là điều quan trọng nhất trong cuộc sống. Con giáp này là việc chăm chỉ, hoàn thành tốt công việc được giao và thường đạt tới đỉnh cao trong nghề nghiệp đã chọn. Là người thích tranh luận, tuổi Dậu có khả năng bác bỏ bất cứ ý kiến nào. Họ tranh luận để thể hiện mình thông minh, am hiểu đến nhường nào. Họ khéo léo trong cả lời nói và trong viết lách, với tài bút chiến. Con giáp này có thể trở thành những nhà báo hoặc nhà văn tuyệt vời. Tuy nhiên, vì say sưa với chính mình, đôi khi họ có thể bỏ qua cảm xúc của người khác khi tranh luận.
Thẳng thắn nên người cầm tinh con gà sẽ gây mất lòng người khác. Họ cũng là những người cầu toàn, tính tình khá bảo thủ, độc đoán nên không dễ giành lấy lòng được họ. Trong công việc, họ quá đề cao trách nhiệm và kỷ luật, thiếu sự linh hoạt, họ có thể xử lý giải quyết tốt các vấn đề một cách dập khuôn. Nhưng đừng giao họ những nhiệm vụ mang tính cải cách bởi họ thiếu tính sáng tạo. Người Quý Dậu là nam hay nữ đều là những người không sinh hoạt được với tập thể, một phần vì họ lập dị và có cái tôi không ưa nịnh nọt, nhưng đa phần là vì tính cách của bản thân họ là những người truy cần sự tự do tuyệt đối, thích lăn lộn, thích làm chủ, thích biến những điều vẽ vời hoang tưởng của bản thân thành sự thật. Cảm ơn quý anh chị tuổi Dậu đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Dậu có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Con giáp may mắn tiếp theo được nhắc tới chính là con giáp tuổi Thân. Theo tử vi 12, con giáp tuổi Thân hay cười hay nói, mang tư tưởng sống tích cực, họ là người biết ta, biết suy nghĩ từ vị trí của người khác. Vì vậy họ thường có những mối quan hệ tốt trong cuộc sống, đặc biệt là nơi làm việc. Họ được cấp trên trọng dụng, tạo điều kiện, đồng nghiệp yêu mến. Đếm ngược tới đêm 30 Tết Quý Mão, con giáp tuổi Thân có tài lộc nhân đôi, sải cánh bay cao trong sự nghiệp. Họ làm đâu chúng đó, đầu tư đâu, sinh lời đó nên cuộc sống ngày càng khởi sắc. Với người tuổi Thân làm công ăn lương, họ được cấp trên tin tưởng giao cho những công việc dự án mới, tập trung làm việc cố gắng hết mình. Con giáp này đạt được thành tích tốt, có cơ hội gia tăng thu nhập. Đối với những người muốn đầu tư tài chính, họ cần cân nhắc suy xét một cách đúng đắn thì mới có thể tránh được rủi ro và thu về thành quả như là mong đợi. Một trong những phẩm chất đa dạng của người tuổi Thân là tính kiên định. Mặc dù trong số họ có những người hay xấu hổ đỏ mặt, nhưng trong lòng lại ẩn giấu những suy nghĩ không thể lay chuyển nổi. Tuy nhiên, nói rằng tất cả những người sinh năm Thân đều tự tư lợi, đố kỵ là không hẳn đúng. Khi chưa trực tiếp tham gia vào hoạt động nào đó, thì họ không để ý lắm đến những hoạt động đó. Nam giới tuổi Thân sớm trưởng thành và xây dựng được sự nghiệp vững vàng. Nhờ vào khả năng giao tiếp của mình mà họ có nhiều mối quan hệ rộng rãi, được bạn bè người thân yêu quý. Bởi vậy, mỗi khi gặp khó khăn, người tuổi Thân luôn nhận được sự giúp đỡ của mọi người. Tuy nhiên, không vì thế mà họ ỷ lại, dựa dẫm vào người khác. Người tuổi Thân khôn ngoan trong những trường hợp cần thiết, họ sẽ không bao giờ làm những điều vô ích, không đem lại cho bản thân mình tiền bạc và lợi lộc. Đôi khi người thân cho rằng, người tuổi Thân thử dụng nhưng chính họ cũng đã công nhận điều này. Người tuổi Thân có thể thành công trên nhiều lĩnh vực, bởi ngay từ khi còn trẻ những người này đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích của mình. Họ thích hợp làm việc độc lập hơn là tham gia vào tập thể. Họ biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu trong con người mình. Đó là lý do tại sao bạn thấy người tuổi Thân thật hoàn hảo và thông minh. Họ suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công. Người tuổi Thân văn võ song toàn, vừa có tài vừa có đức. Vì vậy, những người này thường gặp nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Nếu họ cảm thấy bản thân mình giỏi về lĩnh vực nào, người tuổi Thân sẽ phát huy trí sáng tạo của mình và cố gắng theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực đó. Những người này khi làm việc rất tập trung cao độ, không ai có thể làm phiền hay ngắt quãng. Đặc biệt họ rất ghét những người thường xuyên nhờ cậy, gặp khó khăn nhỏ đã không thể giải quyết được. Phụ nữ tuổi Thân năng động và đầy lôi cuốn. Sự xuất hiện của họ luôn làm cho đám đông trở nên sôi động, hào hứng. Nhờ vào sự khéo léo của mình, những cô nàng này được rất nhiều người yêu quý. Đó là lý do tại sao xung quanh cô nàng tuổi Thân có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Đôi lúc sự tự tin một cách thái quá khiến tuổi Thân gặp nhiều rắc rối. Họ có thể chỉ ra một cách rõ ràng chính xác những sai lầm của người khác, nhưng lại không thể tự mình nhìn ra lỗi lầm của mình. Hơn nữa, những người này có tính bảo thủ, ít khi lắng nghe lời nhận xét khuyên nhủ của người khác. Người tuổi Thân thể hiện sự thông minh nhanh nhạy của mình bằng cách chắt lọc những thông tin cần thiết để học hỏi và tiếp thu. Hơn nữa, họ luôn lựa chọn những việc dễ làm, ít tốn sức mà đem lại cho mình thành công cao. Do đó, người cho rằng người tuổi Thân trong một số trường hợp họ rất khôn lỏi, không nghĩ cho người khác. Người tuổi Thân không hẳn là người bảo thủ, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Họ biết tiếp thu học hỏi kinh nghiệm của những người giỏi hơn mình. Hơn nữa, họ chia sẻ kiến thức và tiền bạc của mình cho mọi người xung quanh, luôn sẵn sàng giúp đỡ những người khó khăn mà quên đi lợi ích của bản thân. Người sinh năm Thân có rất nhiều tài lẻ thiên bẩm, họ sẽ trở thành diễn viên, tác giả, nhà ngoại giao, luật sư, vận động viên, nhà kinh doanh cổ phiếu, tài giỏi. Họ là những người hoạt động xã hội xuất sắc, có thể giao tiếp với bất cứ người nào. Theo quan niệm đúc kết dân gian, người tuổi Thân thường là người nhanh nhẹn, khéo léo, có trí thông minh của 12 con giáp. Do đó, cuộc đời người tuổi Thân thường giàu có là nhờ kinh doanh buôn bán, cũng như các mối quan hệ bạn bè xã hội. Người tuổi Thân có quan điểm sống cởi mở, lạc quan.
Cảm ơn quý anh chị tuổi Thân đã dành thời gian theo dõi video. Chúc quý anh chị tuổi Thân có một ngày làm việc may mắn và gặp nhiều thành công. Quý anh chị và các bạn thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin chi tiết về top 3 con giáp may mắn từ nay đến đêm 30 Tết Nguyên đán. Hy vọng rằng với những thông tin trên sẽ giúp quý anh chị và các bạn chủ động hơn trong công việc cũng như trong cuộc sống của mình. Chúc quý anh chị và các bạn luôn hanh thông trong cuộc sống. Và để không bỏ lỡ những video mới nhất từ Tâm Linh 365, quý anh chị hãy hoan hỉ đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho ban biên tập chương trình. Hoặc quý anh chị có thể truy cập vào đường link Facebook Tâm Linh 365 đã được gắn link ở dưới phần mô tả. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.